Mấy anh chúng ta cùng nghiên cứu về tính chất hóa học anhydride. Phản đầu tiên thì ông muốn nhắc đến đó là phản đốt cháy. Phản đốt cháy thì chúng ta cần phải nắm cho thầy về phương trình tổng quát của anh anhydride này. Và từ phương trình tổng quát này thì mình có thể suy ra được những cái phương trình phản ứng của các dãy đồng đẳng cụ thể trong anhydride nhá. Các bạn cần phải nắm cho thầy công thức tổng quát anh anhydride. Công thức tổng quát một anhydride bất kỳ nó có dạng là CN2N cộng 2 trừ 2K trừ X và có X nhóm trước CHO. Khi tác dụng với oxy, trong thành phần của cái anh anhydride thì có 3 nguyên tố CHO. Tất nhiên rồi, sản phẩm cháy chúng ta sẽ thu được là CO2 và nước. Chúng ta hãy cùng đi cân bằng. Hãy để ý bên vế trái, số nguyên tử carbon nó là N cộng X. Vậy thì hệ số của anh CO2 nó sẽ là N cộng X. Tương tự với lại hydro, ở bên vế trái chúng ta là 2N cộng 2 trừ 2K trừ X cộng X. Vậy nó sẽ còn lại là 2N cộng 2 trừ 2K. Chúng ta chia đôi, tôi sẽ được hệ số của anh nước. Ở đây nó sẽ là N cộng 1 trừ K. Khi hệ số của anh CO2 và của nước đã cố định rồi, tức là đồng nghĩa với việc hệ số của anh oxy cũng đã cố định theo, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy tính toán xem bên vế phải này là bao nhiêu oxy. Chúng ta trừ bỏ đi X oxy ở trong nhóm trước này, được bao nhiêu chia 2 thì tôi sẽ được là hệ số của anh oxy. Và sau đây sẽ là hệ số cân bằng của cái phân tử O2 này. Nó là 3N cộng 1 trừ K cộng X trên 2. Thầy tin rằng các bạn sẽ viết được phương trình và sẽ hiểu được cách cân bằng thôi. Đúng nào? Thầy lấy ví dụ cho các bạn, từ phương trình tổng quát này thì mình có thể suy ra được các dãy đồng đẳng cụ thể của nó. Ví dụ như sau. Ví dụ. Đó là với cái anhydride no đơn chức mạch hở. Vậy thì công thức tổng quát nó sẽ là gì? Ở đây chúng ta sẽ suy ra này, no mạch hở tức là ở gốc này nó sao ạ? Ở gốc này có K bằng 0, tức là nó không có liên kết pi cũng không có vòng luôn. Đúng nào? Ok nha, từ đây mình sẽ suy ra anh anhydride này có gốc no mạch hở. Gốc no mạch hở tức là có K bằng 0. Đúng chưa? Ok, đây là K của gốc bằng 0 nhé các em. K của gốc bằng 0. Thế còn đơn chức. Đơn chức thì tức là có một nhóm chức CHO, đúng chưa nào? À, đơn chức có một nhóm chức CHO. Một nhóm chức CHO thì trong cấu tạo nó sẽ tương đương như sau các em. À, nó sẽ là CHO. Trong cái nhóm chức này chúng ta nhìn thấy rằng nó có